Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Là trung tâm mỹ đình ngắm cây. Đây à? Sạch sẽ nhỉ? Nó sạch sẽ. Gọng càng các thứ mạch lạc rõ ràng, không có vụn, đúng không? Tỉa hết rồi. Mà rằm đều. Này ra kín hòa đẹp lắm này. Con này nhìn này, dân bản này là đơn hàng. Vừa điện thôi. Chạy hơn. Đang ngồi hát phải 2-3 tiếng. Sao nhỉ? Hát mà nửa tiếng hát không được. Anh có cái phòng mà anh chỉ muốn 4 người đấy. Muốn ngắm. Anh tâm đi ngày mai hôm mai em lại cứ bố một tháng em tổ chức rồi anh cứ mỗi tuần một ngày. Tại vì thế này nhắm bây giờ cứ cả ngày là chỉ có mình ở nhà. Buồn. Sao vậy nhá? Uống trà đã, đây thì uống trà xong rồi lên vườn. Chỉ có lên vườn thôi là thứ nhất. Anh đang có thợ làm đá đây mà. Đấy, thế mới phải lên vườn. Cái nào cũng muốn làm gì không? Có thợ làm đá càng lên vườn. Đánh lại bạn này. Được vua để học hỏi. Đúng rồi. Mỗi chuyện này làm thế anh được chồng và mày có nhiều cái để làm được khỏi nhất, có nhiều cái rất hay. Nhưng mà đánh nhanh đi nhá, bác đi rồi, em không có 5 phút thôi. Đây. Cả nhà ngắm tiếp đồ cổ. Ô, những cái này như kiểu là toàn nước ngoài như Việt Nam sao sản xuất được những cái này thầy giáo Huỳnh nhá? À đúng, đấu giá nước ngoài hết à? À. Toàn đồ cổ châu Âu. Việt Nam mình chơi cũng đặc biệt. Tất cả cái này người ta của anh mua về là đều có chứng nhận. Có hồ sơ quốc tế, kim thư chắc mộc, kim thư chắc mộc đấy, ghi chép hồ sơ giả phả đầy đủ. Đấy, đang chờ nổ cái nào kim thư chắc mộc được ghi chép. Nổ chỗ nào cũng đồ. Cái này thì chỉ có chủ nhà mới kể được cái lịch sử, câu chuyện của nó. Mỗi cái này nó cũng là cái câu chuyện hay đấy. Vâng. Chẳng qua là mình không tìm hiểu, mình không biết được cái chứ. Những người ta đam mê những cái đồ này người ta cũng hiểu hết. Ui, cái này mà nó vàng khối nguyên cả cục này nhỉ. Quá kinh điển đấy. Hả? Đấy, cả cái cục đấy vàng tất thì. Ui dồi ôi. À. Đấy, vàng chế. Đấy, cái này vàng chế. Mà 4x9, 5x9 luôn đấy. 5x9 luôn à? 4x9 đâu. Xuyên quá nhỉ. Ngắm đã, hoa hết cả mắt. Sơ đâu cái này là cái chất liệu đồng đúng không? Cái này là đồng. Có cái là mạ vàng. Cái đồng hồ quá đặc biệt nhỉ. Xong rồi, một vài cái bonsai thôi. Dạ, chống nghe chú ơi. Bữa nào có cái triển lại cuộc triển lãm thật là tinh tế nhỉ, mang những cái đồ này trưng bày đúng không? Thì thôi rồi luôn. Nhỉ. Cái tượng của những người nước ngoài, các vị thần, tất cả đều là tập tầm tôn cho các vị thần, rất là tinh tế, là những vị thần đẹp quá, họ làm đường nét rất là tinh xảo. Alo.
Cứ chú cho mấy đi nhá. Chú Tạ Huỳnh. Thoải mái. Rất đặc biệt. Những người thành công họ luôn có cái lối đi riêng, cách chơi cũng độc lạ, khác biệt. Phòng này chỉ để đánh cờ. Những cái đèn này bật lên sáng hết không ạ? Sáng hết là đèn dầu đấy chú. Đèn dầu. À đèn dầu à? Ai à, đèn dầu nó mới cổ chứ nhỉ? À, cho dầu vào cái đốt là cháy luôn. Nó mới cháy bớt thì nó mới sáng được chứ. Sưu tầm thế này quá kỳ công nhiều năm. Đặc biệt quá. Cái bộ môn cờ này anh thích có thích không? Em chỉ chơi tí thôi. Em đang đuổi thì em cờ em đánh vừa vừa. Cứ nói cho nó từng kiểu cho nó thích. Không thích kiểu là nó hất leo thôi, chơi cờ chỉ thích hất leo thôi, nó khoái chứ còn đánh chưa chạy lại không hay. Anh Hải ạ, kiểu đánh cờ là người ta thích hất leo ở ngoài nó mới vui. Anh thì thôi, người cờ cao còn có lại lóc ngang cầm anh này cũng quánh chết. Em đã có một tối em đánh được 8-9 thằng chạy. Ngày xưa là không gian chơi của Tạo Huỳnh cũng rất là hấp dẫn những làng cây. Em thì chơi con này thì ít những con cấu đấy.